Hello, tôi Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn. Lời đầu tiên Tuấn Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị có một ngày mới có nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị, buổi chiều hôm nay Tuấn Nguyễn quay lại thành phố Di An. Hôm nay Tuấn Nguyễn đặc biệt giới thiệu cho quý vị một căn nhà hai mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán đắc địa bậc nhất của thành phố Di An luôn. Trước khi giới thiệu căn nhà này cho quý vị và các bạn biết thì Tuấn Nguyễn sẽ quay qua con đường cũng như là giới thiệu đường đi lối lại để quý vị nắm thêm được, đúng không ạ? Trước màn hình chúng ta đây là con đường Võ Thị Sáu quý vị nhá. Đó, con đường này thì chúng ta chạy xuống Biên Hòa Đồng Nai. Đó. Và đi ra quốc lộ 1K, đi ra quốc lộ 1K thì khoảng 1 cây số thôi. Còn chúng ta đi sang thành phố Biên Hòa Đồng Nai thì khoảng 10 phút. Còn bên tay trái này thì mình đi lên thành phố mới, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương quý vị nhá. Đó. Còn ở bên phải này, đó, chạy thẳng ra kia thì chúng ta ra Bixigo. Đó. Ra trung tâm hành chính Di An và chúng ta đi ra thành phố Linh Xuân Thủ Đức, lên Phạm Văn Đồng và lên sân bay Tân Sơn Nhất. Từ chỗ này thì chúng ta lên đó khoảng 25 phút thôi. Đường thông bàn cờ chúng ta đi rất là nhanh. Còn quẹo bên tay phải bên này nữa thì chúng ta cũng đi lên con đường DT743 chạy lên Bình Dương. Vâng, Tuấn Nguyễn đã giới thiệu đường xá lưu thông, đường đi lối lại cho quý vị biết rồi. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đi vào cái trọng tâm của căn nhà mà Tuấn Nguyễn muốn truyền tải đến quý vị là căn nhà này này. Đó. Căn nhà FPT này quý vị này. Đó. Căn nhà này thiết kế một tầng trệt, hai tầng lầu quý vị nhá. Đó, căn nhà FPT á. Và thưa quý vị, căn nhà của chúng ta hai mặt tiền bên đây là hướng tây, còn mặt tiền bên đây là hướng nam nhá. Hướng chính ở đường trước mặt tiền ngang này là hướng nam, còn bên hông là hướng tây. Đó, ở đây thì quý vị biết rồi, ngay nhà sách Di An này, ngay chợ Di An 1, ngay xe máy xe Honda của nhà nước, cái tiệm cái gì đấy Hoàng Quân gì đấy, rất là lớn. Và ở đây quý vị đang nhìn đây, chỉ có kinh doanh và kinh doanh thôi, đúng không ạ? Và thưa quý vị, căn nhà này của chúng ta thì tổng diện tích là 100m quý vị nhá. 100m đất. Chúng ta xây một tầng trệt, hai tầng lầu. Đó. Khoảng 250-270m sàn. Người ta biết hết cái bảng hiệu FPT cho thuê 100 triệu trên một tháng rồi quý vị nhá. Chủ nhà đang cho thuê 100 triệu một tháng. Nhưng quý vị biết tại sao người ta bán không ạ? Tất cả cũng do nợ nần, đúng không ạ? Đầu tư bất động sản nhiều quá. Bây giờ đành phải bán thôi. Đó. Thì quý vị nào mà đam mê kinh doanh buôn bán, nhất là khu vực đắc địa sầm uất như thế này, ở đây thì quý vị biết rồi, bán cả ngày lẫn đêm, đúng không ạ? Chỉ có từ những cái khi mà cái giờ giấc khuya khoắt thôi, người ta mới đóng cửa đi ngủ thôi. Còn ở đây quý vị biết rồi, mở cửa bán từ sáng tới tối. Đó, bán tới đêm luôn. Vâng, và thưa quý vị, Tuấn Nguyễn giới thiệu căn nhà này thì Tuấn Nguyễn xin phép không quay ở bên trong. Bởi vì ở đây FPT người ta đang còn thuê kinh doanh, cho nên mình chỉ quay ở bên ngoài thôi quý vị nhá. Đó. Nhà thì nhà cũ rồi, một tầng trệt hai tầng lầu, diện tích là 100m đất, đúng không ạ? Có sổ hồng và phun thổ cư. Đó, mặt tiền bên đây là hướng tây, còn mặt tiền bên kia là hướng nam quý vị nhá. Đó, mặt tiền kinh doanh buôn bán đắc địa như thế này. Bây giờ tôi sẽ đi vào sát lại chút xíu. Tôi muốn quay cái mặt hàng mà công ty FPT người ta đang kinh doanh buôn bán cho quý vị và các bạn xem. Đấy, nắm thêm một chút xíu nữa, đúng không ạ? Đây. Thì chủ nhà nói với Tôn Nguyễn rằng là cái mặt tiền này thì chủ nhà đang cho công ty FPT thuê là 100 triệu trên một tháng quý vị nhá. Đây. Đó, quý vị thấy không? Đây là công ty FPT này. Đó, nhà của chúng ta thì cái vách ở đây. Đó, ở giữa có căn nhà nhỏ nhỏ của hàng xóm thôi. Đó. Còn căn nhà chúng ta là hai mặt tiền ở bên ngoài này quý vị nhá. Đấy, đang cho thuê 100 triệu trên một tháng. Đấy, ở đây quý vị thấy cái lượng lưu thông thế nào?
bây giờ mới có 3:30 thôi quý vị nhá, công nhân với lại cái hành chính sự nghiệp là người ta chưa đi làm về, bây giờ mới có 3:30 thôi, người lưu thông bình thường thôi đó, chưa phải là dày đặc lắm. Nếu mà quý vị ở đây 4-5 giờ thì phải nói rằng chỉ có chen nhau mà đi thôi đó, quý vị thấy không, một cái lượng người khổng lồ luôn. Và đây là một cái mặt tiền bên hông này, mặt tiền bên hông nữa quý vị đó, chạy dài xuống mãi ở dưới này luôn. Thì căn nhà của chúng ta thì theo Tuấn Nguyễn được biết thì nó dài khoảng 5 x 20 quý vị nhá. Đấy, 5 x 20 100 m². Đây, xuống mãi chỗ cái đỏ đỏ này. Đây. Đây quý vị, mãi xuống chỗ cái đỏ đỏ này. Đó. Chạy tút lên trên kia. Đó, 5 x 20 hai mặt tiền. Vỉa hè lối đi bộ hai bên như thế này, chúng ta mở cửa kiếm đây ra kinh doanh buôn bán hết. Đó, quý vị thấy không? Và hiện tại là FPT đang thuê là 100 triệu cho một tháng quý vị nhá. Đó. Chủ nhà nợ nần quá, đầu tư bất động sản nhiều quá, bây giờ phải bán thôi. Bên đây là ngân hàng Agribank. Đó quý vị thấy không? Bên đây là chợ Dĩ An 1 quý vị nhá, nhà sách Dĩ An 1 và chợ Dĩ An 1. Đó. Và con đường của chúng ta, xin lỗi quý vị, đây là con đường Nguyễn An Ninh quý vị nhá. Nguyễn An Ninh ở phía trước này. Đó. Con đường đó là Nguyễn An Ninh, còn con đường này là con đường Trần Hưng Đạo quý vị nhá. Trần Hưng Đạo và Nguyễn An Ninh. Đấy. Thì đây quý vị nhìn đây. Đây là FPT, người ta kinh doanh điện máy, điện thoại, đồ gia dụng, nói chung là vân vân. Thì Tuấn Nguyễn chỉ quay ở bên ngoài thôi quý vị nhá. Tuấn Nguyễn xin phép không quay ở bên trong. Đấy. Lượng người ở đây đi lại thì khổng lồ rồi. Đấy quý vị thấy không? Full rồi. Chúng ta kinh doanh buôn bán phải nói là đỉnh của đỉnh luôn. Đấy, rất là ồn ào, mong quý vị thông cảm đúng không ạ? Hết sức thông cảm cho Tuấn Nguyễn. Bởi vì nơi cái thành phố đông người như thế này thì không thể không ồn ào được. Và chú quý vị hãy đợi Tuấn Nguyễn chút xíu, Tuấn Nguyễn đi qua bên kia con đường và sẽ báo giá cho quý vị và các bạn biết luôn. Và thưa quý vị, giới thiệu về căn nhà hai mặt tiền này á, thì đặc thù thì người ta đang ở trong đó đang kinh doanh. Thì Tuấn Nguyễn cũng đã xin thưa với quý vị ngay từ đầu video rồi, đúng không ạ? Tuấn Nguyễn xin phép là không quay ở bên trong. Bởi vì ở đây thì đặc thù là mặt tiền kinh doanh buôn bán, thì chúng ta cũng chỉ lấy cái không gian và cái vị trí này để kinh doanh buôn bán thôi, đúng không ạ? Chúng ta ngủ nghỉ ở trên thì đôi khi nó cũng bình thường thôi, cũng không phải là biệt thự rồi là nhà mới xa hoa lộng lẫy gì cả. Đó, Tuấn Nguyễn cũng nói rõ để cho quý vị biết. Nên Tuấn Nguyễn quay qua cái thước phim con đường cũng như cái vị trí căn nhà của chúng ta để cho quý vị biết thôi. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ báo giá luôn cho quý vị. Thưa quý vị, căn nhà này chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá là 25 tỷ đồng quý vị nhá. Đó. 25 tỷ đồng cho một căn nhà hai mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán đắc địa. Đấy, người thì như kiến như thế này. Đó. Quý vị nhìn là quý vị biết rồi. Bây giờ khoảng 3:30, 4 giờ thôi, công nhân chưa về mà người đông như thế này. Đó. Thì quý vị biết là kinh doanh buôn bán đa ngành nghề liên tục. Đó. Thu nhập rất là cao. Hiện tại thì chủ nhà đang cho FPT thuê là 100 triệu cho một tháng. Thì quý vị nào có nhu cầu kinh doanh buôn bán là một này, hoặc là mua để cho thuê thì quý vị cũng bán luôn hợp đồng quý vị nhá. Đấy, chủ nhà cũng bán luôn hợp đồng FPT luôn. Đó, chủ nhà cũng nói với Tuấn Nguyễn rồi. Bán luôn hợp đồng cho thuê cho quý vị. Đó, 25 tỷ mà quý vị còn thương lượng nhá, quý vị nhá. 25 tỷ này thì Tuấn Nguyễn xin thưa với quý vị là chưa phải giá chốt mà quý vị còn thương lượng rất là nhiều. Đó. Cái thời điểm này quý vị đi mua bất động sản cực kỳ dễ, bởi vì quý vị biết sao không? Nền kinh tế khó khăn, đúng không ạ? Dịch giả chiến tranh tiền miên, nền kinh tế của chúng ta chưa phục hồi được. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là chủ nhà hiện tại đang rất nợ, đúng không ạ? Nợ nần. Đấy, Tuấn Nguyễn nói thẳng luôn, Tuấn Nguyễn thì không có giấu giếm được một cái gì cả. Đó, chủ nhà đang nợ ngân hàng bởi vì là đầu tư bất động sản rất nhiều, phải bán cái sản phẩm này đi để trả cho ngân hàng thôi. Cho nên giá 25 tỷ thì quý vị còn thương lượng rất là mạnh. Đó, quý vị cứ đến đây
Dạ, Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị gặp chủ nhà và chúng ta thương lượng giá cả quý vị nhé. Vâng, ngoài ra thì kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà trên 3 thành phố Bình Dương này, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà đất chính chủ không qua trung gian. Tuấn Nguyễn khai niệm của Tuấn Nguyễn là không bao giờ đôn giá, kênh giá đổi giá, quý vị yên tâm đó. Nhiều quý vị nói là kênh của Tuấn Nguyễn chuyên bán giá cao hơn kênh khác, rất là oan uổng quý vị nhá. Tuấn Nguyễn không có khái niệm làm việc như vậy, không có kiểu là lấy cái sản phẩm của người ta để trục lợi cá nhân đâu. Quý vị cứ liên hệ với chủ nhà và quý vị ngồi nói chuyện thì quý vị sẽ biết là Tuấn Nguyễn ra giá như vậy có đúng ý của chủ nhà hay không, đúng không ạ? Còn chúng ta mà chưa biết được cái điều gì mà chúng ta kết luận sớm quá thôi thì là tội nghiệp cho Tuấn Nguyễn lắm. Vâng, thì quý vị có nhu cầu mua nhà, mua đất đó, đẹp, nhất là biệt thự ở Khang Điền quận 9 này, Thảo Điền quận 2 cũng như là Phú Mỹ Hưng quận 7 thì quý vị cứ liên hệ với Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn có rất nhiều sản phẩm đấy, giá trị cao đấy, khu vực VIP để cho kiều bào nước ngoài này cũng như các quý vị khách hàng của Tuấn Nguyễn trong mọi miền Tổ quốc có điều kiện mua để an cư lập nghiệp và nghỉ dưỡng thì quý vị hãy liên hệ với Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn chúc quý vị xem video vui vẻ. Quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh cho Tuấn Nguyễn với, cho Tuấn Nguyễn xin một nốt like, và đặc biệt là quý vị hãy chia sẻ kênh, subscribe kênh và quý vị hãy comment cũng như nhấn chuông để có nhiều video mới mỗi buổi chiều cho quý vị tha hồ xem cũng như lựa chọn để mua. Cuối cùng thì Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo trên kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn mỗi buổi chiều. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.